Con nghe nói nếu tối đi ngủ mà không ngủ được thì niệm Phật thì sẽ ngủ được. Con mỗi đêm trước khi ngủ con phải lần chuỗi và niệm hồng danh lục tự Di Đà. Con càng niệm con càng tỉnh táo, niệm bao lâu cũng không ngủ được. Muốn ngủ con phải buông chuỗi xuống thì mới ngủ được. Xin thầy cho con biết vì sao. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Không biết đêm nay vì sao tôi không buồn. Tôi không buồn là tôi không buồn ngủ. Trời đất ơi, người ta nói ngủ không được thì niệm Phật để ngủ. Còn bây giờ mình ngủ được mà không cần niệm Phật thì mắc gì mắc Phật làm ô bình tham. Phật rầu rĩ với mấy người ngủ không được, réo Phật cả đêm để Phật ru cho ngủ. Còn bây giờ mình ngủ được thì cứ ngủ chứ, mắc chi niệm Phật để rồi không ngủ. Rồi không ngủ rồi đem lên hỏi em tại sao tôi không ngủ. Bây giờ em phải binh Phật rồi. Em nói đừng có niệm, bắt Phật làm ôn mà tham. Bây giờ ví dụ ngủ không được uống thuốc ngủ, nhưng mà mình càng uống thuốc ngủ thì càng không ngủ được, càng tỉnh hơn là lúc mình không uống. Thì bây giờ cứ quyết định đi, uống hay là không uống thì khỏi uống. Khỏi uống vậy mà mình còn ngủ được 1-2 tiếng, còn uống vô là nó tỉnh. Tại vì cái cơ thể của mình, và cái người này đặc biệt là có duyên tu, người ta niệm tới đâu ta ngủ tới đâu. Đấy không? Cho nên cuối cùng Phật mới nói gì? Mình mới nói cuối sinh Phật từ đi tiếp độ. Cho Phật đưa tay cái Phật khiều khiều về lát mình ngủ mất. Có nhiều người ngủ không được phải mở mắt ông thầy Pháp Hòa lên để ngủ mình. Cho nên em cũng hân hạnh lắm. Em hân hạnh là làm người giảng, không phải để ta nghe ta hiểu mà giảng nét sao ta nghe ta ngủ hết trơn. Thử ra thôi thì bây giờ vị Phật tử này càng niệm càng tỉnh thì thôi bây giờ cứ niệm đi. Niệm một hồi thì thôi bây giờ cần ngủ, ngưng đi để Phật nghỉ. Rồi mình ngủ, Phật nghỉ mình ngủ, kêu ngủ nghỉ. Con người mình nó có một cái khổ, lúc nào mình cũng tuyên bố là ngủ nghỉ. Nhưng mà thường thường á, mình lên trên giường nằm á, mình không có nghỉ, cho nên mình không có ngủ. Mình không có nghĩ cái sự suy nghĩ, cái đầu mình vẫn tiếp tục làm việc. Lo bảy rồi lại lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Lo ngày rồi lại lo đêm, lo buông giờ ngủ. Cho nên á, hễ muốn ngủ là phải nghỉ, mà không nghỉ là sẽ không ngủ. Có nhiều khi á, cái thân mình nghỉ mà cái đầu nó chưa nghỉ. Và cái đầu nó chưa nghỉ thì làm sao nó ngủ? Chữ ngủ là gì? Nghĩa là mình nhắm mắt, mình mê, gọi là ngủ. Cho nên tiếng Hán gọi là thùy miên. Thùy miên đó là lúc đó cả thân và tâm mình đã đi vào cái mê. Nó không biết gì nữa hết là thùy miên đó. Nhưng mà khi mình suy nghĩ thì tự nhiên cơ thể mà nó tỉnh. Và đặc biệt đó là mình lo. Lo là cái người mà nó tỉnh rối nè. Cho nên đó là cái này đâu có gì đâu mà khó giải quyết. Ta niệm Phật ta ngủ, còn mình niệm mình không ngủ. Mà không niệm thì ngủ thì cứ khỏi niệm. Niệm lúc nào mình quy định thôi. Ví dụ bây giờ niệm là một đêm mình niệm 10 chuỗi, cứ niệm 10 chuỗi, sau đó nghỉ đi ngủ. Xin thầy hoan hỷ. Vô mình nằm. Mỗi đêm vào 4 giờ rưỡi sáng con tụng kinh Pháp Hoa, và sau thời kinh Pháp Hoa con trì chú Đại Bi 21 biến. Sau chú Đại Bi con theo chú Dược Sư và chú Chủ Đề. Con hồi hướng cho gia đình,
con cháu của con như vậy có nhiều lắm không ạ? Dạ thêm vài thiếp nữa cũng được, tại nãy giờ nghe chú không, chú đại bi rồi chú dược sư mà không nghe thiếp. Quý vị muốn tụng bao nhiêu cũng được, cái quan trọng là mình có sức hay không, chứ còn muốn tụng nhiêu tùy mình. Mà nếu mà hỏi như vậy có nhiều lắm không, nghĩa là chắc chưa thấy nhiều á. Từ 4 giờ rưỡi sáng mà tụng nhiêu đây chắc cũng tới 8 giờ. Cái vấn đề tụng kinh, quý vị không nhất thiết phải là tụng bao nhiêu mới đủ. Dù mình chỉ tụng một bài chú đại bi mà mình tụng 7 lần, 21 lần rồi mình hồi hướng cho mọi người đều được hết, chứ không phải là phải tụng Pháp Hoa, phải tụng Dược Sư, ví dụ vậy. Có thì tốt, nhưng không có nghĩa là phải đủ như vậy thì mới được gia hộ. Mình tụng nhiều thì tốt thôi. Và thưa đại chúng rằng cái mục đích tụng kinh đó, chân chính nhất đó, là chúng ta ngồi đó để ôn lại lời Phật. Vậy khi mà chúng ta ngồi yên là thân thanh tịnh, miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh, ý mình duyên theo lời kinh là ý thanh tịnh. Nhờ trong khi chúng ta ngồi đó mà chúng ta ba nghiệp thanh tịnh, cho nên chúng ta có công đức. Vậy thôi. Rồi bây giờ mình đem công đức thanh tịnh này mà ngồi hướng cho ai cũng được. Ví dụ bây giờ tụng Dược Sư, tụng Chủ Đề, tụng Pháp Hoa, tụng Đại Bi là hồi hướng cho gia đình con cháu. Không lẽ bây giờ mai mốt cái có người thân mất cái mình hồi hướng cho người thân nữa, cái thêm 3 biến chú vãng sanh rồi niệm thêm mấy trăm chuỗi Di Đà nữa, ví dụ vậy. Quý vị tụng bất cứ cái gì cũng có thể hồi hướng được hết. Ví dụ như nãy đó, tụng cái nghi thức tên là nghi thức cầu an, vậy mà cũng có danh sách cầu siêu đó, thấy không? Cho nên mình tụng kinh á, không phải là mình tụng mà Phật ban phước cho mình, mà trong khi mình tụng là cơ hội mình ôn lại lời Phật, để cho cái lời đó đi sâu vào trong tâm mình, rồi mình đem cái công cái hiểu đó mình ứng dụng trong đời sống này, thì chúng ta giảm nghiệp. Mà giảm nghiệp nghĩa là giảm tạo tội, mà giảm tạo tội thì chúng ta tạo phước thiện, tạo phước thiện thì chúng ta có ăn lành đó, cho nên phước từ đó mà sanh, chứ không phải tụng mà có phước. Nhưng mà không tụng thì làm gì có cơ hội tạo phước. Cho nên tụng kinh công đức thù thắng hạnh là vậy đó, nghĩa là trong khi mình tụng, thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh, dù chưa có hiểu gì cả, nhưng giờ phút cả tấm lòng thanh tịnh đó, nó tạo lên cái năng lượng an lành, mình giúp cho người, mình hồi hướng cho người ta. Cho nên thôi thì bác còn khỏe, bác cứ tụng đi. Bác muốn thêm nữa cũng không sao, mai mốt bác giảm cũng không có sao cả. Tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như vậy mà tu. Thôi để thầy giải thích. Thầy xin góp ý chút xíu cho nó vui nhỏ chút xíu nha. Thầy học ba bỏ đây nè, xin nhớ trên đầu một chữ như. Nhưng mà mấy thầy á thì nói ngược lại như thế này nè: hôm nay tứ lại đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu nửa chữ như. Nếu mình nhớ một chữ như là từ rất là tốt, nhưng mà nếu nhớ nửa chữ như thôi á, phải xem lại. Trong chữ như nó có một cái bộ là phụ nữ, thành ra là chữ ác có cái bộ nữ. Thì mấy thầy sẽ học chữ ác, các thầy hay giảng đó, các thầy trẻ đó, mà nhớ nguyên chữ đó thì tốt, mà nhớ nửa chữ thì phải cố chỉnh. Xin gợi ý chút xíu cho quý vị hiểu, nửa chữ như và một chữ như cũng một bài thơ như thế. Thì thầy Phong Bà hướng dẫn cho quý vị là nhớ những cái chữ như đó là tốt. Còn nếu như một ngày nào đó nghe quý vị thầy nào bảo là nhớ nửa chữ như thì phải coi chừng lại, coi chừng là mắc kế. Như thầy giải thích đó, chữ như trong tiếng Hán đó, là có một chữ nữ với chữ khẩu. Chữ khẩu với chữ nữ ráp lại mới thành chữ như.
mà nếu mình vừa nhớ có nửa chữ như đó là nhớ cái chữ nữ, mà tu hành mà nhớ có một chữ đó là nguy. Ý của thầy là giải thích vậy đó. A Di Đà Phật, Phật tử chúng con rất hoan hỷ được diện kiến thầy. Thầy tươi trẻ hơn trên YouTube. Câu này phải á. Theo chúng con được biết, với lịch làm việc thầy rất dày đặc, ăn ngủ không đều. Vậy làm sao thầy vẫn giữ được phong thái thật an lạc và rất hảo tướng? Hảo tướng là cái gì không? Hảo tướng là đẹp trai đấy. Hảo tướng là chị Nho, dịch ra là đẹp trai. Là hảo tướng nghĩa là đẹp trai, đúng không ạ? Hôm nay mình có cuốn từ điển sống hay quá. Living Dictionary. Như hồi nãy có bài phát thưa đó, con người chúng ta có hai phần, một là thân, hai là tâm. Đó là Pháp Hòa nói để cho đại chúng tạm hiểu vậy đó. Nhưng mà thật sự là thân tâm là một. Bởi vì nếu cái tâm mình có an thì tự nhiên cái thân mình nó khỏe. Mà nếu cái tâm mình bất an thì cái thân mình nó không khỏe. Thường thường đó mình làm việc gì đó, mình cũng hay dùng sức lực. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dùng sức lực mà chúng ta quên dùng tâm lực, Phật lực, Pháp lực, Tăng lực, Nguyện lực, thì chúng ta sẽ không thể nào trọn lực. Và cuối cùng chúng ta kiệt lực. Kiệt lực là bởi vì chúng ta chỉ dùng cái sức lực mà chúng ta không phối hợp với thân lực, tâm lực, nguyện lực và tam bảo lực. Nếu chúng ta không có những cái lực đó thì làm sao chúng ta vượt qua được những khó khăn? Hay nói một cách khác là chúng ta phải có cái năng lực, có cái tự lực. Cái bài này Pháp Hòa có nói ở bên Mỹ, năng lực của người tu. Trong đó Phật dạy có bốn cái lực của người tu: tự lực, tha lực, phương tiện lực và nguyện lực. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta có được những cái lực đó, cái lực là gì? Nghĩa là cái sức, cái mạnh. Pháp Hòa ví dụ, nếu như mình có niềm tin, gọi là tính, mà chúng ta từ cái gốc tin nó sẽ đưa đến cái lực gọi là tính lực. Vì chúng ta có cái tính lực á, thì không bao giờ chúng ta lui sụp trên đường tu. Dù có sóng gió gian nan, dù có những cái gì trắc trở, nhưng cái lực đó không bắt. Cho nên từ cái tính lực nó dẫn tới cái tấn lực, cái là gì? Là siêng năng, cái lực của sự siêng năng. Phong bằng ví dụ á, ví dụ như là quý vị mong tổ chức cái buổi nói chuyện hôm nay, vì quý vị biết thầy Pháp Hòa qua mà lâu nay thương quý thầy mà mình không có cơ hội gặp, hôm nay thầy qua vui quá, cái thì tổ chức cái cho dù thức khuya để mà xếp ghế, để mà dọn chỗ, nhưng không có mệt, là tại vì mình biết rằng ngày mai đây sẽ có nhiều người tới, và cái đây là cái niềm vui chung của Phật tử mình, thí dụ vậy đó. Thì tự nhiên mình hăng lên. Cái chữ hăng mà mình nói trong đời đó, ở đây có nghĩa là cái niềm vui đó, nó làm cho cái lực mình nó tăng trưởng. Cho nên nhờ cái tính lực đó, cho nên nó siêng năng, tính lực, tấn lực, và làm cho mình tăng trưởng cái sức, và mình làm bền bỉ dẻo dai. Thật sự không phải riêng một mình Pháp Hòa đâu, mà rất nhiều quý thầy làm việc, làm việc nhiều lắm. Bởi vì trong chùa nhiều khi có một thầy một chùa mà bao nhiêu việc vây quanh, nào là đám tang, đám hỏi, đám cưới, nào là chuyện Phật tử lên phải giúp đỡ an ủi tinh thần, đủ thứ chuyện. Pháp Hòa trả lời email nè, rồi gặp Phật tử nè, hỏi người ta lên ta có chuyện riêng của gia đình, người khổ chồng, người khổ vợ, người khổ con, má chồng nàng dâu gì lên, ngày nào cũng có chuyện hết.
rồi phải giải quyết cái đó, rồi phải trả lời với mấy em, rồi phải lo việc ở trong chùa, rồi phải lo đi giảng, cho nên thời gian của nó ngủ rất ít. Có nhiều khi một ngày làm việc 20 giờ, có khi 21 tiếng cũng có, 22 tiếng cũng có. Giống như trước khi mà bay qua đây, thường trước khi mà bay đi đâu là có quà suốt một đêm đó là không có ngủ. Tại vì rất nhiều việc phải làm để cho chùa, để lại cho chùa giúp cho mình. Nhưng mà mình phải chuẩn bị những công việc đó, hoặc là có những việc gì mình phải giải quyết cho rồi để mình đi không có trở lại. Thật sự ra không phải một mình Pháp Hòa mà tất hầu như các thầy. Nhưng mà tại sao cái năng lực quý thầy nhiều như vậy? Là quý vị hay nói, ồ quý thầy được Phật gia hộ, không biết cái đó có không. Nhưng mà mình phải tu mà không biết cái đó có không làm sao được. Có Phật gia hộ, cái đó là Phật lực. Rồi Pháp lực, tức là giáo Pháp mình thấm nhuần. Mình biết cái khổ của mình, cái cực của mình cái này, nhưng mà sẽ đem lại niềm vui cho số đông. Mà hiểu được như vậy cho nên sao? Cực mà không khổ. Người ta thường thường người ta cực khổ, nhưng mà người tu của chúng ta chỉ cực mà không khổ. Vì khổ là cái tâm, cực là ở mặt thân. Thân thì có thể cực, nhưng mà tâm không có khổ. Được như vậy thì mình làm việc dẻo dai hơn. Con xin hỏi thầy, con đọc trong kinh có nói là đọc một muôn biến, một vạn biến. Vậy là con phải đọc và niệm Phật bao nhiêu lần? Thì ta kêu muôn thì đọc muôn đi. Đọc vạn thì đọc vạn đi. Bây giờ một muôn là gì? Một muôn là bao nhiêu? Một muôn là 1,000. Một vạn là 10,000. Một vạn là 10,000. Cho nên mình mới có cuốn kinh Vạn Phật đó. 10,000 tên của Phật. Một muôn là 1,000. Thí dụ như nói muôn năm đó. Ngàn năm. Thật sự ra những con số trong kinh đó, người ta nói mình niệm một muôn, một vạn, 1,000, một biến gì đó à, quý vị đừng có lo cái đó. Sở dĩ niệm 10,000, niệm 1,000 là tại sao? Là bởi vì chúng ta, một là hay lười và hay vinh vào cái cớ là tôi không có dứt tâm thôi khỏi niệm, để khi nào tôi thanh tịnh dứt tâm rồi tôi niệm. Niệm một lần không dứt thì niệm nhiều lần, cũng giống như mình tụng kinh vậy đó. Mình tụng một lần sao thuộc, tụng 30 năm rồi mà vẫn chưa thuộc kìa. Chú Đại Bi mà còn tụng hoài cũng ra cái khúc cuối á, Na ra cẩn trì ta bà ha, Na ra ta bà ha đó, không biết bao nhiêu ta bà ha, cuối cùng nó nhảy xuống này, án tấn điện đô mạng, Na ra bà đà giả ta bà ha, xong. Sở dĩ nói con số nhiều là để cho chúng ta huân tu. Giống như ngày hôm bữa thứ sáu có Hòa nói ở dưới Birmingham, tu có 3 cách. Hay nói cách khác là tu có 3 cái trường hợp mà chúng ta phải ứng dụng vào chữ tu. Một là phải trường tu, hai là phải lạc tu, ba là phải ngã tu. Hiểu trường lạc ngã không? Trường là tu hoài, tu không dừng nghỉ. Cũng giống như mình ăn chay mà ăn chay hoài, không ăn không nghỉ, kêu ăn chay trường. Còn mình bây giờ á, vui thì tu, buồn nghỉ. Vui thì tới chùa, giận ở nhà. Vui thì nói trời ơi, Phật ở chùa linh. Buồn cái đấy, ở đâu không có Phật. Thật ra mình cái cách nào cũng có cách nói. Thật nữ ra, nếu mà mình tu mà không dừng nghỉ, dù cuộc đời có như thế nào, có sóng gió có như thế nào, chúng ta cũng không bỏ cái tâm của mình, không có bỏ cái chí nguyện của mình, tu như vậy gọi là trường tu. Và đồng thời khi mình tu là mình phải vui. Chữ vui đây không có nghĩa là cứ cười hỉ hả tối ngày, đi đâu cũng nhăn răng, người ta nói mình tu sao giờ hơi hơi vậy đó. Đó là nguy hiểm. Chữ lạc á, nghĩa là mình bằng lòng, mình vui với tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên á, muốn có lạc là phải có ngã. Chữ ngã là gì? Chữ ngã trong trường hợp này đó nghĩa là tự tại.
tự tại làm sao, không có ràng buộc. Phong và ví dụ, Phong và ví dụ như là mình ra ngoài cái hội trường đây thì làm sao có bằng ở trong chùa, cho nên rất là thiếu thốn. Bây giờ mình ra tới đây, mọi người thấy tôi ăn cơm phải có đũa, nói đây không có đũa, toàn là nĩa không à, thôi nĩa ăn không sang, phải có đũa kìa. Mà mình phải biết rằng mình ra đây thì cái chuyện mà thiếu đũa, thiếu muỗng thì là cái chuyện thường. Miễn sao giờ mình có phương tiện gì mình ăn, mà thậm chí bây giờ không có đũa, không có muỗng, người Ấn Độ ta ăn gì? Thì thôi bây giờ bao lâu mình làm Ấn Độ bữa cũng có sao. Cái đó gọi là ngã tu. Ngã tu nghĩa là cái tâm của mình tự tại trong mọi hoàn cảnh. Mình muốn cái đó nhưng mà không được thì mình phải tự tại với nó. Phong và ví dụ như á, theo thời tiết nói hôm nay trời tốt, đùng một cái trời mưa, không lẽ giờ mình bước ra mình ông nghe kỳ cục đó nghe chỉ vậy. Mình đâu có thể nói cái quan thời tiết là cái chuyện mình không có thể gọi là điều khiển được, nhưng mình điều khiển được cái tâm không? Mình điều khiển được cái tâm là mình bằng lòng với mọi hoàn cảnh. Cái đó gọi là ngã tu. Bây giờ mình đi chùa cũng vậy, có chỗ nào rộng rãi thì ngồi rộng rãi, không có thì mình chặt chút. Ví dụ hồi nãy quý vị lại 12 nguyện Quan Âm, trong kinh để rõ ràng là một lại, mà ông thầy không cho chỗ lại. Cái bữa nay tôi tụng kinh khó chịu quá, tụng mà không được lại. Cái đó là không có ngã tu. Mình ở chỗ nào tùy hoàn cảnh đó. Bây giờ không có cái chỗ mình lại thì mình xá. Có nhiều khi cái tâm mình cống cao ngã mạn, một xá có một xá nó chỉ đừng ở một lại. Thành thử ra trường tu, lạc tu, ngã tu là ba cái nền móng để làm cho chữ tu mình nó vững. Bây giờ mình nói mình tu, tôi đi chùa tôi tu, mà rốt cuộc cái đi vô trong đó tôi lấy cái dấu huyền tôi gắn lên thành chữ tu. Phiền muộn cái này, buồn trách cái kia, rốt cuộc càng tu càng tù. Mà mình không có tự tại, không có an vui. Mà không tự tại, không an vui thì tu sao? Tu gì? Tu kỳ. Giống như ăn chay kỳ chứ không ăn chay trường. Nếu mà tu trường, trường tu là nhờ lạc, nhờ ngã, cho nên là mình tu hoài, không có gì, không có dừng nghỉ. Đó. Cho nên ở đây cũng vậy. Chúng ta niệm Phật một câu tâm chưa tỉnh thì niệm nhiều. Không lẽ bây giờ á, niệm 10.000 câu mà không được 3 phút tỉnh. Ở đây không bà biết các quý vị nghe giảng, nghe hoài, nghe quý thầy, cái thầy này, thầy kia. Nhưng mà thật sự ngôn lại quý thầy có nói cái ý nó khác không? Rồi bây giờ quý vị nghe thường xuyên một thầy, thầy nói bao nhiêu đề tài nhưng mà rốt cuộc cũng không hoài cái ý đó. Tại sao phải nói như vậy? Là bởi vì chúng ta là người thường quên chứ không phải là thường nhớ. Mà nó khổ là cái gì mà không vui là nhớ dai, mà cái gì mà thánh thiện lành mạnh hay quên. Đó. Thí dụ bây giờ tụng kinh hay là những cái câu lành thiện đọc trong kinh, những cái câu hay không có nhớ, nhưng mà thử lát ra cửa rồi ta mắng một câu là không bao giờ quên. Và thậm chí nhớ ngày nào, trường hợp nào, ở đâu nó nói tôi câu đó. Tôi nói rồi, sống để dạ, chết đem theo. Thành thử ra Phật tâm lý cái chỗ này, chư tổ chư Phật tâm lý chỗ này, cho nên tụng 1.000 biến là một muôn, tụng 10.000 biến là 10.000, vân vân. Rồi bây giờ quý vị tụng có 10 câu mà thanh tịnh thì nó vẫn giống nhau thôi. Cho nên nói là cái số nhiều. Cho nên thường thường trong kinh hay để cái câu á, niệm 108 lần hoặc nhiều ít tùy ý, nhớ không? Lúc mà mình tụng tới cái niệm Nam Mô Di Đà Phật ta hay mở hoặc ta để gì đó, niệm 10 câu hoặc nhiều ít tùy ý, đó là tùy theo cái khả năng của mình chứ không có sao cả. Kính bạch thầy, không đi chùa, ở nhà lễ Phật tụng kinh, khi chết biết mình vãng sanh, mong thầy hoan hỷ giảng cho con với. Ở trời thật. Em có ở nhà tu đâu em biết. Hôm nào nhìn tu chùa không á, bởi mấy kia ông thầy chùa.
Thưa đại chúng á, có nhiều khi thân mình ở nhà nhưng tâm mình ở chùa. Có nhiều khi thân mình ở chùa mà tâm mình ở ngoài đường. Có nhiều khi thân và tâm đều không có mặt ở trong chùa. Và cũng có nhiều khi thân tâm đều có mặt ở chùa. Cái vấn đề không phải là mình ở đâu, mà cái vấn đề là cái tâm mình có tự tại trong mọi tình huống không. Nhưng mà tại sao mình đề cái chuyện là đi ở tu ở chùa? Là bởi vì tu ở chùa, cái hoàn cảnh, cái môi trường nó trợ duyên cho mình nhiều hơn. Ví dụ bây giờ quý vị ăn chay, mà quý vị ở trong chùa thì ăn chay dễ. Còn mình ăn chay mà ở trong nhà hơi khó, là tại vì thứ nhất là mùi con cháu nó ăn mình ngửi, tuy mình không có nói, không có thèm, nhưng mà biết cái này trách rang này sườn kho, ví dụ vậy đó. Đó là chưa nói ngửi mùi mà tác ý là một chuyện. Chuyện thứ hai là đôi khi mình thèm, vì mình tu mà ở cái môi trường chay thì nó làm cho cái tâm ý thèm của mình nó ít đi. Còn mình ở nhà đi ra đi vô coi vậy chứ chưa được. Rồi nhiều khi mình ăn chay mà thấy nó má ăn chay nha con, chiều nay tụi con tự lo nghe, nhưng mà thấy nó đánh con cá thấy ghét quá, đánh không ngon, đi ra thì để má làm cho. Thành thử ra cái chuyện mình tu nó hơi khó vậy thôi, chứ còn tu chùa tu nhà giống nhau. Nhưng mà nó ở chùa thì nó thù thắng hơn ở nhà, là vì cái môi trường nó trợ duyên cho mình khác hơn. Còn vấn đề viết vãng sanh, quý vị đừng có lo cái chuyện đó. Không phải ai sắp chết mà biết mình vãng sanh mới gọi là vãng sanh. Còn người đụng cái chết ngắt thì không gọi là không vãng sanh, không gọi là vãng sanh, không phải vậy đâu. Không phải người nào chết rồi cầm tay lên mềm lũng vậy mới kêu vãng sanh, còn ai cứng đơ kêu đọa. Không phải vậy. Cái vãng nghĩa là gì mà cái sanh là gì? Vãng nghĩa là đi tới. Vãng là đi tới. Sanh là một sự sống. Nếu như mình đang đau khổ ở trong cái chỗ này nè, ngay chỗ này nè, mà mình liền tức khắc mình hết cái khổ đó là mình vãng sanh. Chứ không phải là đợi chết mình đi có một cái cõi nào tên là Tây Phương Cực Lạc đó thì mới gọi là vãng sanh. Ví dụ hồi chiều á, hồi sáng này nè, mình giận con của mình hết sức. Vì giận nó mới xách giỏ đi tới đây nè. Cái thì vô đây là vãng sanh rồi đó. Chứ là xa cái mặt đó rồi, ở nhà thấy mặt nó thấy ghét lắm. Nhưng mà rồi mặc dù cái thân vãng sanh đây nhưng mà cái tâm thì chưa vãng sanh. Nhờ nghe xong bài nói chuyện cái thì lập tức tâm cũng vãng sanh. Như vậy thì cái chữ vãng sanh muốn nói ở đây á, không phải là chết mới vãng sanh, mà khi chúng ta đưa cái tâm mình qua một cái chiều hướng mới, qua một cái cơ hội mới thì hình thức đó là vãng sanh. Vì vậy cho nên chết có hai loại chết. Nếu hôm nào mình đứt hơi thở nằm ngay đơ, cái đó là chết gì đúng không? Một đời người ai cũng sẽ có tới ngày đó. Cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử, một lần sống chết kiểu đó. Nhưng chúng ta có một cái chết nữa, mà cái chết này cần nên chết. Cái chết này gọi là gì? Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Bất tư nghì nghĩa là không thể tưởng được, không thể tư duy được một sự chết mà biến dịch. Chữ biến là đổi, dịch là dời. Chỉ cần mình dời đổi cái suy nghĩ của mình thì mình đã chết rồi, mình đã biến dịch sanh tử rồi. Phong bằng ví dụ, tháng trước đó, mình còn làm ăn bất hợp pháp, mà mình rất là hỷ hạ với cái số tiền mà bất hợp pháp của mình kiếm được. Tự nhiên mình ý thức thôi, lâu nay bao nhiêu đó đủ rồi, thôi bây giờ mình cũng cảm thấy cái tiền này nó tội lỗi lắm, thôi kể từ nay tôi chấm dứt, tôi không làm cái chuyện này nữa. Cái người này chết chưa? Chết rồi đó. Cái này gọi là biến dịch sanh tử. Con người dở xấu của ngày hôm qua chết rồi, bây giờ con người mới nó có mặt. Con người mới nó gọi là biến dịch sanh tử. Thì cái người kia họ thấy mình, trời ơi,
Tôi không thể tưởng cái anh đó anh dữ dàng như vậy mà ngày hôm nay anh tu như vậy đó. Không thể tưởng là bất khả tư. Bất khả tư nghi. Như vậy thì bất tư nghi biến dịch sanh tử. Ai cũng có. Hồi xưa mình dữ lắm nghe. Nói tới mình là biết tay. Bây giờ thôi từ từ mình bớt. Tại vì mình thấy không dữ cũng vậy. Trợn mắt hoài mà bây giờ mình tăng độ có ai gán mình đâu. Thôi không biết điểm. Không phải ví dụ vậy. Cho nên cái chết một lần chết ai cũng sẽ chết. Sẽ có tới ngày đó. Nhưng mà cái chúng ta cần chết ngay trong giây phút hiện tại đây đó là gì? Bất tư nghi biến dịch sanh tử. Hãy thay đổi cái cách suy nghĩ tiêu cực của mình. Hãy thay những cái cách sống dở của mình, không hay của mình. Người ta gặp mình, người ta nói trời ơi tôi không ngờ. Cái người đó tôi không thể tưởng được bây giờ họ tu đến mức như vậy. Hiểu ý không? Cái đó là bất tư nghi biến dịch sanh tử. Cho nên ở nhà hay ở chùa, tâm mà còn đầy phiền não thì cũng chẳng đi đâu. Đừng có nói là đi Tây Phương, Tây Ban Nha gần đây. Bạch Thầy, mỗi khi con đến chùa, khi con nghe tiếng kinh chuông mõ thì con rất xúc động và rơi nước mắt. Mong Thầy hoan hỷ giải đáp cho con được hiểu. Cái này có gì đâu. Mỗi khi đến chùa lòng con vẫn buồn. Con thờ bèo tình chứa nhang niềm vui. Mình thời chưa, hồi xưa mình chưa đi chùa thì mình khổ. Mà mình khổ thì mình lại đi tìm những cái bài hát nào nghe cho nó sầu khổ, giống như nó tương ưng với cái khổ của mình. Ví dụ bây giờ mình thương một người mà người đó thương mình mà người đó thương người khác là tình tay ba. Cái bắt đầu đi kiếm cái bài gì đó. Tìm ba người. Một người đi với nụ cười. Bây giờ mới thấy cái câu mà tôi người đứng giữa con điên là trùm mền đau khổ. Mình á, tại làm sao khi mình nghe người ta hát thì mình hát theo. Tại vì cái hạt giống của cái bài hát đó nó rơi trong cái tàn thức mình rồi. Thì bây giờ mình nghe tiếng kinh kệ mình xúc động là có gì lạ đâu. Trong tâm mình, trong cái tàn thức mình, cái hạt giống thiện lành nó đã ở trong tâm rồi. Cho nên bây giờ nghe lại nó cảm xúc. Chứ đâu có gì lạ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, hồi nãy Pháp Hòa hát cái bài có cây ngô đồng, quý vị đâu thuộc phải không? Chính không thuộc cho nên không có nhai theo. Nhưng nếu bây giờ Pháp Hòa hát một bài khác, không chừng quý vị nhai theo. Có thể quý vị nhai, vì quý vị biết cái bài đó rồi. Ví dụ như hát đời tôi cô đơn trên đi đâu là quý vị mình nhai theo, vì cái hạt giống của bài hát đó có trong tâm mình. Hiểu ý không? Cho nên á, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với thiện căn bồ đề, tức là chúng ta gieo cái hạt giống thiện trong tàn thức, trong tâm của mình, để khi chúng ta gặp thì chúng ta nở nó lên. Hồi mình mới qua đây á, lúc mà khoảng 40 năm về trước, lúc mình mới đặt chân qua nước ngoài, đi đâu mà nghe tiếng người Việt nó mừng không? Trời ơi mừng dữ lắm. Bây giờ nghe ở đâu là né. Sợ chà, người lớn của bộ giống. Là khi mà mình tại vì trong tâm tư của mình nó có cái hạt giống của tiếng Việt, cho nên mình nghe đâu đó có tiếng Việt thì mình mừng vui vô cùng. Cho ở đây cũng vậy, nếu mình nghe được lời kinh tiếng kệ mà tự nhiên mình cảm xúc, mình phát tâm, đây là cái hạt giống thiện căn tốt lắm. Chứ không có gì lạ, không có ứng bà hành, không có bà nào nhập mình. Đừng có lo. Nói mà châu chị coi nghe kinh chị khóc, tôi nghi chị ai dựa chị. Có không? Không ai dựa đâu, ai mà dám dựa người hay khóc. Con xem trên YouTube Thầy giảng về Kinh Hoa Nghiêm, chỉ có phần tựa đề, Thầy không giảng sâu về nội dung của bài Kinh.
nay con muốn nghe thầy giảng sâu về bài kinh đó cho con hiểu. Cái kinh đó không phải là kinh Hoa Nghiêm. Cái bài đó có hòa giới thiệu về kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà bởi vì cái bộ kinh Lăng Nghiêm nó dày vậy nè, mà mình chưa có cơ hội để đi sâu vào cái bộ kinh đó. Nhân có lần tụng cái bộ kinh đó thì Pháp Hòa giới thiệu về cái tổng quát về cái bộ kinh đó thôi. Còn cái buổi sáng mà quý vị tụng công phu sáng ở nhà đó, quý vị ở đây có ai công phu sáng ở nhà bằng cái bài Lăng Nghiêm không? Bài thần chú Lăng Nghiêm đó, cái đó không phải là kinh Lăng Nghiêm. Cái phần đó chỉ là một phần những cái bài thần chú trong trọn bộ kinh Lăng Nghiêm thôi. Kinh Lăng Nghiêm dày lắm, và năm cái đệ thần chú ở trong đó là chỉ một phần ở trong một cái bộ kinh đó, chư tổ rút ra để làm thành một cái bài kinh cho chúng ta tụng buổi sáng. Chứ còn từ cái câu mà Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già La Gia Ra Ha Đế cho đến cái câu Án A Na Lệ đó, chọn cái phần đó chỉ là phần thần chú của bộ kinh Lăng Nghiêm chứ không phải là kinh Lăng Nghiêm. Còn quý vị muốn nghe cái bộ này thì chắc từ từ, mà nếu mà cái bộ này mà có nói là chắc cũng phải là mấy năm hết đó, vì cái bộ nó rất là dài. Con muốn hỏi thầy là ăn chay có ăn trứng không ạ? Trứng gì? Trứng gà hoặc vịt lộn. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó thì cái này là tùy theo mình. Ở Việt Nam thì trứng là nông nghiệp, còn ở nước ngoài là trứng công nghiệp. Nếu chúng ta có ăn cũng không sao, mà chúng ta không ăn cũng không có nghĩa là mình tu cao với người ăn. Chẳng qua là cái quan niệm của mình muốn ăn hay không thôi. Pháp Hòa ví dụ, nếu mình không chủ động đi mua ăn nhưng mình ngã tu, hồi nãy Pháp Hòa nói nha, ngã tu là tự tại chút đó, thôi bây giờ ăn bánh bông lan có chút trứng không sao, ăn pizza hay là ăn cái bánh gì đó mà có miếng trứng gà cũng không sao cả. Trường hợp gặp một cái hoàn cảnh mình cần phải ăn thì trường hợp đó mà mình không khác hơn thì gọi là ngã tu. Còn nếu như mình không ăn thì cái đó chuyện của mình, chứ đừng có nhìn cái người ăn nói cái người đó tu kém quá, tu thọ tới Bồ Tát giới rồi mà còn ăn trứng, ví dụ vậy đó. Cho nên quý vị đừng có quan trọng cái chuyện ăn cái này hay là không. Mình không ăn cũng không sao cả. Ngay cả ăn hành hẹ tỏi nén, hành hẹ tỏi thật sự ra nó cũng là rau cả, nó không là gì mà thịt cá gì mà phải cử. Mà thời của Phật Ấn Độ không hề có cái chuyện cử hành hẹ tỏi. Cái vụ hành hẹ tỏi này là do chư tổ Trung Quốc đề xướng ra, và các ngài kinh nghiệm rằng trong hành, trong tỏi, cái chất đồng nó rất là nhiều, và đồng thời cái chất kích thích nó rất nặng. Người xuất gia nên giảm nó, nên giảm nó, không ăn thôi. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình mua đi lại cái tiệm pizza mà người ta để cái sauce sauce pizza đó, nó cũng có chút hành ở trong đó vậy, chứ làm sao không có. Mà bây giờ nếu như mình đi ăn mà ở ngoài đường á, những cái tiệm Mỹ hay tiệm Việt gì đó, thỉnh thoảng ta cũng có những cái món ăn không có sao cả. Mình không có phạm giới phá trai gì cái chuyện đó, mình cũng không có tội lỗi gì cái chuyện đó. Mình không có chủ động đi mua hành tỏi về ăn, nhưng mà nếu trong món ăn thỉnh thoảng nó có vài chút đó, quý vị có ăn cũng không có tội gì. Mình nên hiểu như vậy để mình tu, mà cái tâm mình nó có thể nó tự tại một chút, nó an nhàn một chút trong cái việc ăn uống. Chưa bao giờ có một vị nào mà thành Phật là do ăn cả. Cái chuyện thành Phật là cái tâm của mình giải thoát khổ đau phiền não, cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện ăn uống là nó trợ duyên thêm mình một phần thôi, chứ nó không phải là toàn bộ trong vấn đề tu hành. Ví dụ như bây giờ quý vị đặt cái trường hợp là tới chùa là ăn chay, nhưng mà thật sự có ai đó tôi đi về chùa tôi ăn chay không?
ai cũng nói về chùa lo tu, nhưng mà chùa là lo cho mình tu, trong cái khóa tu là có ai, vì đó là một phần sinh hoạt của con người. Cho nên trong vấn đề tu là bắt đầu đưa vào một cái chương trình là ăn. Nhưng mà nếu mình đặt cái chuyện ăn là chính rồi mình buồn phiền với nhau trong vấn đề ăn, cái mình nghĩ tu hay là mình trật rồi. Nếu mà giận nhau thì miếng ăn mà bỏ chùa luôn là mình sai dữ lắm. Tại vì sao những cái chuyện ăn mà nghĩ tu vậy, mình đi chùa mình ăn mình tu, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái chuyện ăn uống của mình đó, không có phải là phóng hòa khuyến khích, nhưng mà ở đây cái vấn đề là có những hoàn cảnh chúng ta rơi vào cái trường hợp chúng ta nên tự lại chút. Quý vị nhớ lục tổ Huệ Năng ở chung với người thợ săn suốt 15 năm, không hề ai biết ngài là tổ, vì cứ người ta nấu thịt ngài lấy rau bỏ vô nồi thịt, rồi thì đến giờ ăn ngài ăn rau, rau luộc trong nước thịt, mà không ai hề biết ngài ăn chay. Pháp Hòa có vài thầy Pháp Hòa quen đi qua mấy cái chùa Tây Tạng tham học, mà người Tây Tạng đâu có ăn chay, người Tây Tạng là ăn mặn. Rồi quý thầy nói là mỗi bữa ăn mấy thầy cũng xào, Phật tử cũng xào thịt rau, thì các thầy cứ lựa rau ăn, chứ giờ mình làm sao, không lẽ mình nói xào cho tôi riêng, có một mình hai mình. Cho nên trường hợp đó quý thầy cũng không có phạm lỗi gì cả. Cho nên là mình không ăn thì không sao, còn nếu mà có ăn thì cũng đừng có coi thường cái người mà ăn. Bây giờ đặc biệt là các vị ăn chay kỳ đó, quý vị ăn chay tháng 2 ngày hay 4 ngày, nếu mà quý vị có thể thực hiện được những món ăn thuần tí là chay và không đủ đầy gì cái đó hết thì tốt. Nhưng mà lỡ như trường hợp đi làm về không đủ thức ăn, không có thức ăn mà đói quá, chiên cái trứng lên ăn cũng không có sao cả. Cái đó tùy theo mình thôi, đừng có bận tâm cái chuyện này. Còn mình không ăn thì cứ là không ăn thôi. Bây giờ cái câu này mới quan trọng nè. Gia đình chúng con là Phật tử, con có một nỗi phân phân lo lắng cho con cháu thế hệ trẻ trong gia đình sinh và lớn lên tại đây. Nếu các cháu kết hôn với người khác tôn giáo thì phải làm thế nào để các cháu giữ được gốc Phật giáo? Nếu không thì con phải tư duy thế nào để gia đình an lạc? Các bạn trẻ nghe, đây là cái ưu tư của cha mẹ, của phần đông. Cho nên nếu mà mình muốn tránh cái trường hợp để cho cha mẹ lo nghĩ chuyện này thì thôi mình tránh cái trường hợp cái kiểu này đi, để rồi khỏi khó công mà giải quyết. Thật sự ra nếu mình chiều tức là mình lỗ bấm bụng, đâu ở đây á, thì bây giờ cái trường hợp mà nếu mà mình có thể giải quyết, nghĩa là mình hai bên đều mở lòng học hỏi với nhau thì đó là quá tốt. Nhưng mà ở đời ít có được cái trường hợp này, đa phần là cái Phật giáo phải chịu lỗ, phải không? Phật giáo phải chịu lỗ, tức là mình phải chịu mất con. Thì nếu mà thôi bây giờ đó, nếu lỡ như mà cái trường hợp này nó đã xảy ra, mà bây giờ quý vị mà đem đi dằn co thì trong gia đình nó lại thêm rắc rối. Thôi mình có một cách nghĩ nó đơn giản hơn, là một người mà có được một cái đức tin, một cái nguồn gốc tôn giáo, một cái tín ngưỡng, thì người này vẫn đỡ hơn là không tin trời đất, không có tin nhân quả tội phước gì. Họ có tin có Chúa, có Phật, có thần thánh gì đó để họ tránh giữ làm lành là cũng mừng. Chỉ sợ những người họ không còn tin gì nữa, trời Phật không sợ, thánh thần không ngán, không tin tội phước nhân quả, thì cái này là nguy hiểm hơn. Còn nếu một người mà họ còn có cái tin này thì thôi cũng được. Nhưng mà dĩ nhiên là trên cái phương diện lễ, trên cái phương diện bình đẳng thì cái này nó hơi thiếu bình đẳng. Nếu mình tôn trọng lẫn nhau thì mình phải giữ nguyên đó, rồi để rồi học hỏi với nhau. Ai cũng có cái hay phải học cả, chứ không phải là chỉ có một bên hay.
nhưng mà đa phần thì người ta không có giải quyết bằng cách đó, phải không? Mà người ta giải quyết là một mất một còn. Cho nên là đa số là mình cứ hay quan niệm sao một bên thẳng thì bên dùng, cả hai mà cùng thẳng sẽ cùng đứt dây, cho nên rốt cuộc mình là cái người thả dây. Con nghe hai vị pháp sư giảng về giúp người vừa qua đời hai cách khác nhau. Một, giữ thân người chết ít nhất 8 giờ, nếu động vào thì không tốt cho người mất. Hai, không cần thiết, không được đụng vào xác, và lâu như thế phải lo cho thân nhân như lau rửa thay quần áo, trong sự cẩn ân cần thương yêu, kính xin thầy cho chúng con phải làm thế nào cho đúng. Muốn biết đúng hỏi cái người chết, hỏi muốn cách nào, muốn đụng hay là muốn không đụng. Cái này cũng là một cái rắc rối. Thưa đại chúng, là có một quan niệm, cái này là quan niệm chứ không có kinh điển à nha. Cái chuyện mà giữ xác người chết không có nằm trong kinh à. Cho nên đừng có làm cái chuyện này trong kinh rồi chúng ta dính chặt vào đó, rồi chúng ta phải làm đúng như vậy đó là nói oan cho Phật. Theo cái quan niệm của mình, để tôn trọng một người mất, chúng ta khi người vừa mới mất, chúng ta để yên như vậy một thời gian, để cho người đó được thanh thản nhẹ nhàng ra đi. Mình nói làm sao mà nghe cho nó hợp tình hợp lý. Thường các cái người sắp mất á, cơ thể họ đau đớn lắm. Cho nên vì mình không muốn làm cho cơ họ phiền muộn trong khi họ cơ thể còn đang đau nhức, thì chúng ta tôn trọng và chúng ta, một là chúng ta không đụng, và nếu có đụng thì chúng ta cũng rất nhẹ nhàng, cần thiết trong vấn đề đó. Phóng vào ví dụ một người sắp mất, bác sĩ phải đi vào trong đó để mà kiểm chứng, hay là để vô thuốc, hay là một bất cứ một cái gì mà quan hệ tới trong bệnh viện. Mình phải tôn trọng bác sĩ, vì mình đã vô trong bệnh viện, mình nằm đó rồi. Thì việc mà bác sĩ cần vào trong đó để làm những công việc bổn phận của bác sĩ y tá, mình phải để cho người ta làm. Đằng này mình vô, mình đứng, mình cản hết. Bác sĩ y tá vô mình đuổi ra hết, mình nói không được. Mình còn nói với người thân muốn đọ không? Muốn đọ cho họ vô. Còn không muốn họ đọ, đừng có cho họ đụng vô. Thì người thân nào mà không muốn người thân mình được nhẹ nhàng siêu thoát, cho nên từ chối hết mọi cái sự treatment mình. Mà trong khi đó bác sĩ họ đâu có thì giờ, họ ngồi đó họ chờ mình 8 tiếng đâu. Họ cần phải đi vào đó để làm một công việc của họ, trong vòng mấy giây là họ bước ra. Vậy mình vẫn không cho vào. Có phải là mình chấp trước rồi mình làm bế tắc cái chuyện ở trong bệnh viện. Cho nên á, quý vị đừng có bận tâm cái chuyện mà để 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng gì cả. Như cái trường hợp hồi nãy có một em nó hỏi, nếu mình chết đi mà mình đem hiến xác, mà nếu mà hiến xác mà không cho hiến liền, mà đợi 8 tiếng niệm cho đàng hoàng rồi bắt đầu hiến, còn gì nữa là sai. Lúc đó hiến cho ai? Thành thử nên nếu mà đã hiến thì phải đem đi liền, để nó có thể sử dụng được. Cho nên cái thuyết để 8 tiếng không bằng có ba, nhưng cũng không có nghĩa là như vậy mới đúng. Mà chúng ta phải hiểu mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta có được cái phương tiện để thì chúng ta để. Còn nếu như di chúc của người mất rằng, khi tôi mất xin đem thân xác tôi hiến cho khoa học, hiến cho y học, thì mình phải tôn trọng cái ước nguyện của người mất, làm tròn cái tâm nguyện đó của họ. Rồi mình đặt một câu hỏi là đụng vô như vậy họ có vãng sanh không? Nhất định họ sẽ vãng sanh. Tại sao? Vì ước nguyện của họ đã được hoàn thành, họ thỏa mãn, họ tự tại, họ sẽ đi.
còn mình giữ họ lại, họ không làm tròn được cái ước nguyện của họ thì làm sao họ trọn vẹn với họ đi. Mà chỉ sợ mà bây giờ quý vị có hiến đi, chưa chắc là đã sử dụng được. Mặc dù mình có hiến đi nhưng đâu có nghĩa là lúc đó mình sử dụng được đâu mà ở đó. Thành tựu ra, thưa đại chúng, để thì mình phải để như thế nào, và đụng thì đụng như thế nào. Cho dù để sao tâm đi, niệm Phật rồi thân thể người đó mềm mại, chúng ta cũng nhẹ nhàng trong việc này. Đừng có hô to, đừng có nhảy nhót, đừng có biểu lộ những cái trạng thái mà người ta nhìn vô nó kỳ lắm. Nó không phải là cái chủ yếu của đạo Phật. Thưa đại chúng, giải thoát hay không, không phải ở cái xác chết sau 8 tiếng, mà giải thoát hay không là trong đời sống hàng ngày mình có giải quyết được những cái phiền não trong tâm tư mình không, tham sân si trong người mình. Cái đó là cái chính để mình giải thoát. Còn cái chuyện mình chết mà để 8 tiếng rồi thân thể mới mềm mại đó, đó chẳng qua là một thoại tướng thôi. Một thoại tướng tức là cái tướng lành sau khi chết. Cũng giống như đó, quý vị nào mà thắp nhang, một cây nhang nó cong, trời ơi Phật chứng. Không lẽ ngàn cây nhang trước Phật không chứng cây nào hết trơn, Phật lựa cây nhang mình Phật chứng. Mà hỏi nhang mình rút từ đâu ra, dạ cùng bao đó. Thì cùng một bao nhang đó thì nó cái nhiên liệu nó giống nhau chứ, tại làm sao mà nó lạ lùng như vậy. Phật không có chứng là cây nhang đó đâu. Phật tử đừng bao giờ dính vào cái chèo cây nhang cong đó để rồi đi mà la to lên là Phật chứng cho tôi cây nhang đó. Mô Phật, Phật đâu có rảnh dữ vậy. Phật ngày không có rảnh đến mức độ là coi ai cúng cây nhang gì mà Phật chứng. Mình nói như vậy cái hóa ra người ta nhìn vô cái đạo Phật mình nó kỳ cục lắm. Nó mê tình cây nhang. Mình cắm cây đũa lên cúng cây đũa nó rớt cái, trời ơi người đó về ăn đó. Rồi người ta nhìn vô cái đạo Phật mình nó không cái gì hết trơn. Thế đó là quá chừng mê tín chứ không phải là bình thường. Đạo Phật không hề cái chuyện đó, không hề có chuyện nhan công mà Phật chứng, mà cũng chẳng bao giờ có chuyện mà tượng Phật khóc. Phật thương đời chúng sanh khổ, Phật khóc. Mô Phật đâu phải bây giờ mới khổ đâu, khổ 2000 năm trước kìa. 2500 năm trước Thái tử Sĩ Đạt Ta nếu không thấy được cảnh khổ chúng sanh thì Ngài làm gì phát tâm tu hành để mà tạo ra cái con đường cho mình bây giờ, cái bộ bây giờ. Mình mới khổ sao, hỏi khổ gì vậy con? Dạ thất nghiệp hoài. Hỏi sao khổ nữa không? Dạ con thất tình. Phật không có rảnh đâu mà ngồi khóc ở trong mấy cái tượng đó. Một cái bao xi măng đó đem đổ thành một cái đường đi, rồi cũng bao xi măng đó đổ một cái khuôn làm Phật thì giờ lại cũng bao xi măng đó thôi. Nhưng mà làm cái miếng đan để đi thì mình đi, mà để lên bàn thì mình lại. Cho nên thưa đại chúng, Phật không ở trong bức tượng đó. Bức tượng nó chẳng qua là một biểu tượng để chúng ta có cái hướng chúng ta hướng về. Cũng giống như nói là chào cờ thì dương cái lá cờ bằng vải nó lên chứ, nước non nào nằm ở trong cái lá cờ đó. Nhưng mà lá cờ đó là tượng trưng cho quốc gia mà mình đang sống, thì mình trân trọng cái quốc gia mình đang sống, cho nên gọi là chào cờ. Chứ còn cái tấm đó là tấm vải mà. Thì Phật cũng vậy, Đức Phật một biểu tượng ở trong cái bức tượng. Nhờ cái bức tượng đó cho nên tâm mình có cái hướng về vậy thôi. Cho nên đừng có để cho mấy cái chuyện đó nó làm khổ mình. Rồi mình đi truyền bá cái này, rốt cuộc ra chúng ta đi làm một cái điều rất là sai với đạo Phật. Đạo Phật không phải nằm ở cái chuyện gọi là, nếu mà đạo Phật mà đặt vấn đề là ráng tu đi để rửa chết cho cái thân nó mềm, ráng tu đi và dặn tất cả mọi người chết để 8 tiếng, tụng suốt kinh có kinh nào nói chết để 8 tiếng không? Đó là do cái quan niệm của người sao thêm vô thôi.
và do cái kinh nghiệm của mình thôi. Rồi bây giờ Pháp vào ví dụ này, một cái người mà người ta bị tai nạn ở ngoài đường đó, rồi người ta chết đi rồi, nhưng mà theo luật á là người ta chết ở ngoài đường là lập tức phải đưa họ vô trong cái bệnh viện cấp cứu liền để coi có cứu được hay không, làm bằng mọi cách để cứu họ. Bây giờ mình rờ vô lỗ mũi họ, mình nói chết ngắt rồi, thôi để yên, sống lại ngồi giữa đường niệm Phật, niệm 8 tiếng rồi họ được khiêng đi, được không? Mình muốn niệm 8 tiếng thì ở hoàn cảnh nào, chứ không phải là hoàn cảnh nào cũng có thể được. Vậy có nhiều khi không được thì cũng không có nghĩa là người đó đọa. Tu hành không phải đợi 8 tiếng để mà quyết định mình có đi hay không. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta hiểu Phật một cách chân thật như vậy thì mấy cái này muốn làm thì làm, không có được làm cũng chẳng sao, đừng có bao giờ khổ lụy về cái vấn đề này. Pháp Hòa thường giải thích lý do không đưa đi, không đụng vào là vì muốn cho người mất được sự nhẹ nhàng thanh thản, đi mà không có bị đau đớn khi người ta làm mạnh. Còn nếu như cần phải làm cái gì đó thì quý vị tôn trọng, quý vị nhẹ tay. Và thưa có một điều, người mất rất cần sự yên tĩnh, vì lúc đó cái tâm tư của người mất rất là bàng hoàng, không giữa sống và chết. Họ biết họ sắp chết cho nên họ lo, họ khổ lắm, họ sẽ rời người thân họ. Nhưng mà đôi khi họ chết, họ biết họ sẽ hoang mang, họ đi đâu. Cho nên mình đến với người sắp chết, mình hãy gửi cho họ, mình phải có mặt cho đó cho họ bằng cái sự thanh tịnh của mình, khai thị cho họ trong nhẹ nhàng, niệm Phật với họ trong nhẹ nhàng, không cần chuông, không cần mỏ, không cần khánh, không cần sông gì cả, niệm Phật trong cái tiếng nhẹ nhàng để cho họ được thanh thản, theo cái tiếng niệm Phật đó họ an tịnh, họ đi. Đã như vậy gọi là hộ niệm đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, mình đi đâu rất là khuya về, biết người ta ngủ trong nhà, mình có dám làm ồn không? Tại sao? Vì mình tôn trọng giấc ngủ của người đó, cho nên mình đi thật là nhẹ, mở cửa thật là khẽ đó. Đối với người ngủ quên, ngủ say thôi mà mình còn tôn trọng như vậy, huống chi đối với một người sắp mất. Sự tôn trọng của mình ở trường hợp này là bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta nhẹ nhàng, tĩnh lặng mà không có ồn ào. Thí dụ người thân họ có khóc, mình nói an ủi họ, họ khóc cũng đâu có sao, miễn họ đừng có rên thôi. Trời ơi, người ta mới cái thân nhân người ta chết mà cho khóc, đuổi ra, đừng có khóc ở đây, họ thấy đi cũng được. Bây giờ đứng nó khóc ngàn người mà ta hồi muốn chết rồi cũng chết à, đâu có cưỡng được cái chết. Ở đây mình có rên rỉ hò hét để làm cho người bất bấn loạn vậy thôi, chứ còn thân nhân người ta chết mà mình không cho người ta khóc là sao? Cái chuyện khóc chảy nước mắt đó là cảm xúc của họ, miễn họ đừng có rên rỉ, họ đừng có lắc người chết, họ đừng có làm ồn ào thì thôi, chứ còn không thể không cấm họ không khóc được. Thời xưa có một bà cư sĩ đến chỗ Phật khóc nức nở khi mà đứa cháu nó chết, thì Đức Phật mới nói: bây giờ tôi hỏi bà có muốn toàn dân ở trong cái thành Xá Vệ này làm con cháu của bà không? Bà nói dạ thôi, con không muốn đâu. Hỏi tại sao vậy? Trời ơi, con có một đứa cháu muốn chết mà con còn khóc kiểu này, mà nếu cả dân thành, cái dân ở nước Xá Vệ này, thành Xá Vệ này mà là bà con của con, ngày nào con cũng khóc hết, chắc con chết trước họ. Thành lửa ra cái chuyện khóc là cái chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Quý vị vui, quý vị cũng khóc. Quý vị nghe một bài hát cảm xúc, quý vị cũng khóc. Thì bây giờ người thân người ta sắp mất thì người ta khóc là chuyện bình thường, dù người ta đã hiểu rằng cuộc đời có sinh có tử, cái chuyện sanh ly tử biệt ai cũng hiểu điều đó. Nhưng mà làm sao chúng ta không cảm xúc trước cái cảnh mà người đi kẻ ở, mình phải hiểu như vậy, để rồi mình an ủi người sống một phần và trợ duyên cho người chết một phần.
được như vậy mà là âm siêu dương thân, mình hộ niệm cho người ta, người sống người mất đều được trọn vẹn trong cái tâm của mình. Đó thì là Pháp Hòa xin góp ý chút chỗ này vậy thôi. Còn dĩ nhiên là đã là cái quan niệm thì mỗi người có một quan niệm, quý vị cũng không nhất thiết phải đồng tình những gì Pháp Hòa nói. Không, là quan niệm thì ai muốn quan niệm sao quan niệm, mà mình nhớ là mình làm gì để là làm sao giúp được cho cái người mất thật sự họ đi được trong cái thanh tịnh, và người còn sống ở lại họ cảm nhận được một cái gì trong khi mà người thân họ sắp mất thôi. Mình đến với một cái gia đình tang chủ, mình cũng nên nhẹ nhàng với họ như thế nào để họ cảm nhận được cái sự lo lắng quan tâm của mình, họ cũng không cảm thấy nặng nề vì những hình thức lễ nghi. Thưa đại chúng, ngày xưa đó, cái cách hộ niệm của Phật và tăng đoàn của Phật đơn giản lắm. Pháp Hòa ví dụ một trường hợp ông Cấp Cô Độc. Khi mà ông Cấp Cô Độc sắp mất, Phật nhờ các thầy đi đến thăm, và trong đó có thầy Xá Lợi Phất và một phiền liên đến thăm cư sĩ Cấp Cô Độc. Và hai vị tôn giả chỉ ngồi kế bên ông trưởng giả Cấp Cô Độc và hướng dẫn ông ngồi thiền thôi. Này cư sĩ hãy quán về thân đi. Thân này không phải là của tôi. Tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Thân này chỉ là do đất nước gió lửa hợp thành. Thân này rồi sẽ trở về với các bụi đất nước gió lửa, cho nên tôi không bám chặt vào nơi thân này. Quán thân thọ tâm pháp. Quán xong hết rồi, cư sĩ trưởng giả Cấp Cô Độc yên tĩnh nhắm mắt xả báo thân. Đó, cái cách hộ niệm thời Phật là như vậy đó. Chứ không phải như mình bây giờ mà chuông bỏ đem vô rồi bon cốc A-di-đà Phật đủ kiểu hết đâu. Cái quan trọng là mình khai thị cho cái người mất, họ sáng suốt với cái con đường sanh tử của họ. Họ đừng dính mắc vào những gì trong thế gian này, thành bại được mất, sống còn, vân vân. Họ buông xả được cái đó là tức khắc họ bản sanh, họ sanh về những cảnh giới lành. Bây giờ có vào ví dụ nè, có những người sống chưa hề đọc một câu kinh, niệm một câu Phật, rồi mình tới mình tụng cho họ, họ có biết gì họ nghe không? Trong tâm họ đâu có câu đó đâu. Mình niệm A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, họ ngó mình, họ nói bà này ở đâu tới vậy? A-di-đà Phật ở đâu vậy? Họ đâu có cái câu này. Nhưng mà nếu cái người đó họ thường đọc cái câu kinh đó, thì khi mình tụng tới đâu, họ giao tới đâu. Pháp Hòa đi hộ niệm trong bà cụ 98 tuổi. Pháp Hòa đến và nói, cụ bà có nhớ bài kinh này không? A-di-đà Phật, bà đáp thân kim sắc, mặc dù mắt nhắm, hơi thở rất là cạn, rất là yếu, nhưng Pháp Hòa đọc kinh tới đâu bà đáp tới đâu. Pháp Hòa nói nhất giả lễ kính, bà nói chư Phật. Rồi gì nữa? Nhị giả xưng tán Như Lai. Pháp Hòa với bà tụng hết 10 cái hạnh nguyện si sách đó. Đâu cần niệm Phật, chỉ cần thử tinh thần người đó tỉnh táo cho đến giờ cuối cùng, người đó nhất định đi về phải lành, chứ làm sao đọa lạc được. Cho nên nếu trong tâm mình hàng ngày có những lời kinh tiếng kệ, thì khi đó ban hộ niệm tới, hộ niệm nó mới tương ưng với nhau. Bây giờ một người không biết gì hết, rồi một người biết quá trời, thì làm sao nó tương ưng được. Như có một ví dụ nãy Pháp Hòa hát một bài hát mà quý vị không thuộc thì quý vị chẳng hát theo được. Còn nếu quý vị thuộc cái bài hát đó là quý vị sẽ hát theo được. Cho nên hàng ngày phải ráng hung tu, để lỡ mà mình được cái ban hộ niệm tới thì mình cũng, nhưng mà mình phải hộ niệm cho mình, cái đó quan trọng hơn. Thôi bây giờ hết giờ rồi, 10 phút nữa.
giờ là chúng ta đã trả một chuyện này. Thưa đại chúng, trong này có một câu hỏi ngắn thôi. Con muốn được hiểu ý nghĩa thậm thâm của bài tựa Kinh Lăng Nghiêm, con thành kính tri ân thầy. Thưa đại chúng, là nếu quý vị thật sự, nếu bây giờ mà giải cái đoạn này thì chắc cũng phải thêm 1-2 tiếng. Bây giờ quý vị nào muốn biết cái đoạn kinh này, quý vị về tìm cái bài Pháp Hòa nói về cái chỗ này. Cái bài này có cái tên là Sen nở ban mai. Sen nở ban mai tức là Pháp Hòa chú giải nguyên cái nghi thức công phu sáng đó. Còn ai muốn hiểu công phu chiều, môn sân thí thực, ý nghĩa làm sao thì quý vị tìm nghe cái bài Thuyền ra biển khổ. Là Pháp Hòa giải thích nguyên cái bài môn sân thí thực. Còn muốn biết về cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng đó thì nghe cái bài Sen nở ban mai. Bây giờ chúng ta còn mấy phút, xin mời đại chúng ta cùng ngồi yên. Chúng ta tập thở, tập tĩnh tâm vài phút, rồi sau đó chúng ta sẽ hồi hướng. Xin đại chúng ngồi thẳng lưng, hai vai thả lỏng, đừng có gồng, buông lỏng hai vai. Hai bàn tay của mình có thể kết lại như ngồi thiền, hoặc là chúng ta để trên hai đầu gối. Giữ lưng vừa thẳng, thả lỏng hai vai. Miệng mình có thể ngậm lại, mắt mình có thể nhắm lại. Và bây giờ mình cảm thấy toàn thân mình đã buông xả, buông thư. Bây giờ mình hãy để tâm tới nơi chốt mũi của mình, nơi mà mình đang nhận biết là mình đang ra vào. Thở vào, mình biết mình thở vào. Mình có thể nói thở vào. Thở ra, mình biết mình thở ra. Xin đại chúng đừng có cố gắng thở, không có cần phải ráng thở hay là ép mình phải thở. Hãy để hơi thở của mình ra vào tự nhiên. Mình chỉ làm một việc thôi là ngồi yên, để chúng ta nghe biết từng hơi thở ra vào của mình. Cái tâm của mình nghĩ lăng xăng lắm, bây giờ mình không để cho tâm mình lăng xăng nữa, mà tập cho cái tâm của mình lo một việc thôi, đó là hơi thở của mình. Đem tâm của mình trở về nhận biết từng hơi thở ra vào. Nếu quý vị muốn niệm Phật, thở vào niệm A Di, thở ra niệm Đà Phật. A Di Đà Phật. Hay là thở vào khỏe, thở ra nhẹ. Cứ dùng hai chữ khỏe nhẹ để làm cho tâm mình nó an tịnh trở lại. Please allow your whole body to relax. Try not to hold anything. Relax your whole body. Close your eyes and aware at your nose where you are. Realize that you are breathing in and you are breathing out. Breathing in, I feel calm. Breathing out, I relax. Our mind wanders a lot. This is the moment to help us to bring the mind to one place, to pay attention only one thing instead of many things. Cái tâm của mình lăng xăng lắm, bây giờ mình dùng hơi thở để giữ tâm. Thở vào thì tâm biết thở vào, thở ra tâm biết thở ra. Không có so sánh,
không có suy nghĩ. Mình biết đưa cả thân và tâm của mình trở về trong giây phút hiện tại. Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. Listen. Listen to this wonderful sound. Brings me back to my true home. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhân tâm. Thở vào khỏe, thở ra khỏe. Cứ giữ hai chữ khỏe và nhẹ, để mỗi lần mình thở vào thì mình nhẹ nói khỏe, thở ra mình yên lặng nói nhẹ. Và khi mình nói khỏe nhẹ một hồi thì thân tâm của mình thật sự nó đã khỏe nhẹ ra rất là nhiều. Thở vào thân an, thở ra tâm lắng. Thì khi mà mình thở vào thì mình im lặng nhẹ nhàng, mình nói tâm an, nói thân an. Thở ra mình nói tâm lắng. Mình tứ tánh bằng hai chữ thân an tâm lắng. Mấy phút sau thì mình sẽ nhạy cảm nhận được thân và tâm của mình nó an và nó lắng. Sao quý vị có cảm nhận được hơi thở của mình? Nên về nhà tập mỗi ngày sáng hoặc là tối trước khi đi ngủ 5 phút thôi. Ngồi tập mỗi ngày tâm mình nó tĩnh 5 phút. 5 phút, 10 phút rồi quý vị sẽ thấy khác. Đôi lúc Pháp Hòa làm việc nhiều thì cái đầu mình nó mệt. Những lúc như vậy là Pháp Hòa buông xuống hết. Pháp Hòa đi bước một chân trái, chân phải, mình thở theo bước chân của mình. Chục lát là cái đầu mình nó nhẹ ra. Rồi quý vị tập đi. Tại vì trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào.
trăm năm trong cõi người nào ai ai cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Cuba người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào người ta cũng phải hít vào thở ra. Vậy thì kính bạch thầy, một lần nữa con xin kính biết ơn thầy đã tạo duyên cho chúng con được cơ hội đến Vương Đô để thăm quý Phật tử. Và kính thưa toàn thể đại chúng, như ngày hôm qua có và có thưa, tất cả chúng ta đều đã có duyên hết rồi. Thứ nhất là mình duyên là con của Phật, rồi mình có cái duyên là gặp nhau trên YouTube, rồi hôm nay chúng ta đủ duyên chúng ta gặp nhau tại hội trường này. Hôm nay chỉ là cái đủ duyên để gặp nhau, rồi tạo cái duyên này biết đâu chừng vài chục năm nữa mình lại gặp nhau nữa. Bởi vì nãy giờ từ sáng tới giờ thì nghe thầy Pháp Hoàng nói hết những gì cái mình muốn, thì có một điều là thầy chưa nói ngăn cái miệng nha. Chứ là thưa thầy, chứ là khi nào thầy trở lại luôn đồ gần đó câu này nãy giờ không ai hỏi hết, thầy lý nãy giờ không ai hỏi hết. 2018 anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến. Nó một con sư tử cao của Phật Triệu Đức, thưa đồng thầy quý đồ Phật tử. Hôm nay là rất là vui. Giờ phút này mà quý vị có suy nghĩ của tất cả những người đồng tổ chức đó. Điều đó chứng tỏ ra các vị giảng sư đến đây cũng như vị Pháp Hoàng, tất cả những thầy giảng sư đến đây có một nhận xét chung, đó là Phật tử ở tại Anh Quốc, đặc biệt là đạo tràng của chúng ta, có một điểm chung đó rất là dễ thương. Mọi người có công nhận điều đó mà. Hãy công nhận hay cho cháu hai nữa. Cho nên đặc biệt các thầy từ Việt Nam sang, những vị giảng sư chúng ta thỉnh là những vị giảng sư nổi tiếng đang giảng Việt Nam cũng như khắp thế giới. Có một nhận xét chung là Phật tử nước Anh này rất dễ thương, nghe thuyết pháp rất là dễ thương, chăm chú. Cái người mà khen nhiều nhất đó là sư Tùng Chánh. Tùng Chánh vừa rồi nghe đây nghe cái căn dặn tôi hoài, thầy gắng làm sao duy trì được cái tinh thần này, gắng làm sao duy trì được cái tinh thần tính pháp một cách say mê như thế này, thì chúng tôi mới là cái người nương vào đấy để mà đem hết cái năng của mình đến với Phật tử, đặc biệt là Phật tử ở đạo tràng chúng ta. Thì đấy là trước khi Tổng Bộ Chánh về thì cũng có nhắn được một vài lời để lời thăm tất cả quý vị, cũng như là mong rằng đạo tràng chúng ta luôn được tiếp nối một cách thành tựu như thế này. Riêng về thầy Pháp Hoàng nãy giờ thầy nói rất là nhiều, nhưng mà vấn đề còn lại là hứa với hẹn là chưa. Thầy nhà nói hứa trước cái đã. Thế quý vị muốn thầy Pháp Hoàng hứa điều gì nè? Trở lại. Khi nào trở lại hả? Bây giờ như thế này, thay mặt cho hội Phật giáo ở đây chính thức cũng thỉnh thầy 2018. Đi một vòng châu Âu cũng được, hay là từ Canada bay qua đây xong rồi bay về cũng được. Đó là từ tùy để chọn. Nhưng mà chính thức cũng tỉnh thầy 2018. Thầy nhìn thấy đầu tràng như thế này, nghĩ rằng thầy không nở là thầy quấn mặt ra đi. Thầy có muốn 2018 thầy trở lại không nè? Nhỏ quá hết. Vâng, đó là thầy Pháp Hoàng, nhưng mà đó là mấy cung thỉnh rồi. Còn hứa những cái chuyện khác thì chuyện quan trọng hơn. Nãy chưa thấy thầy nói. Thế thầy không muốn đâu, chủ nợ của cái hội Phật giáo đây đâu.
thờ cái tiếng cười thì nãy nó bị ngủ hết trơn rồi. Thầy nãy rất là mệt. Nhưng mà tôi tin rằng tất cả các thầy đến đây khi thấy quý vị mà quan hệ như thế này thì quý thầy sẽ đến với mình nữa. Chẳng những không đến bằng trái tim của mình, phải đến bằng những cái bài pháp của mình, phải đến bằng cái gì đó thực tế hơn chút. Như là Phật xin trên thầy, xin một lần nữa xin trên tất cả quý hồn phật tử đóng góp tịnh tài vân thân tất cả những cái gì mà chúng ta có được trong ngày hôm nay để cho kéo người cái khóa tu của chúng ta được thành tựu viên mãn. Một lần nữa xin tiền cho chàng phó đại chung hết. Hay gì là Phật, thôi thì trước khi chúng ta hồi hướng, Pháp Hòa cũng nhân đây xin từ giả đại chúng. Thì sáng ngày mai Pháp Hòa sẽ bay qua bên Thụy Điển. Cái chuyến đi dài cho đến 6 đến tháng 7 mới xong. Và suốt một cái lịch trình là mỗi ngày đều phải nói. Và có những ngày phải nói tới 3 chỗ. Và không biết là hơi của mình, sức của mình tới lúc nào. Nhưng mà thôi thì luôn luôn tâm niệm là con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nguyện em công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.